Hôm nay cô ấy kết hôn, tụi em còn nói chuyện gì với nhau không? Nói về công việc, về cuộc sống sau khi tốt nghiệp, cũng không có gì nhiều. Vậy mọi người còn nói chuyện của tụi mình không? Chắc mọi người đều biết cả mà, nên không có gì để nói cả. Nếu như hôm nay anh mà không bận việc ý, thì anh đã đi cùng em rồi. Dù gì thì cô ấy cũng là người đầu tiên trong lớp mình kết hôn mà. Cô ấy đã kết hôn rồi, nhưng anh vẫn không quên được cô ấy đúng không? Hình như hôm nay em ăn chưa no đúng không? Anh thấy đằng trước của quán phá lấu bò á. Chúng ta đi nha. Anh giấu em đến lúc nhớ cô ấy. Em giấu bản thân mình giả vờ không biết.